Thưa quý vị, cuộc hội ngộ của những sắc màu văn hóa dân tộc Dao trong cả nước về dự ngày hội của chúng ta hôm nay sẽ lại tiếp tục đánh dấu một chặng đường phát triển của các dân tộc Việt Nam. Mặc cho những thay đổi của thời gian, mạch nguồn trong văn hóa các tộc người vẫn tiếp tục được truyền lưu và còn mãi. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội là những dấu ấn đậm nét bản sắc trong truyền thống văn hóa các dân tộc của Lào Cai. Những dòng chảy văn hóa ấy vẫn nhịp nhàng để hòa với những giai điệu thân thương của đồng bào nhân dân các dân tộc trong cả nước, cùng làm nên những giá trị văn hóa bản địa sâu sắc mà chúng tôi gọi đó là đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Và sau đây, chương trình nghệ thuật bản sắc của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Lào Cai tham gia ngày hội xin phép được bắt đầu. Chương trình trình diễn trang phục sắc Dao nơi biên cương, trình diễn nghệ nhân các nhóm ngành Dao tuyển, Dao họ, Dao đỏ, hát dân ca Thăng Đường, trình diễn Đặng Thị Thuận, Lý Thị Hoa, Đặng Thị Sáo, múa Giằng Xìu, trình diễn nhóm nghệ nhân Dao tuyển. Kính mời quý vị chúng ta cùng đón xem. Một ra lê thì có tóm ai đúng rồi. Nó một ta lê rồi. Nó lại là một ba lắm, còn đây có tóm đi. Tại có tóm đi. Mỗi dịp đầu năm, trai gái các làng người Dao tuyển hẹn hò nhau hát. Trai làng này đến hát với gái làng kia và được gọi là hội hát qua làng đầu xuân. Ai quay rạng rồng hay ô tom rồng hát ném còn. Để chuẩn bị cho cuộc hát này, ngay từ trước Tết, làng trai gửi thư cho làng gái hẹn hát. Làng gái đồng ý thì sẽ viết thư trả lời và định ngày. Sau thư hẹn, các chàng trai cô gái chuẩn bị hết tình huống mà bên kia ra bế hát để có cách đáp lời. Mở đầu bên làng trai xin hát mở cổng làng, bên gái sẽ hát đáp. Nếu bên nam hát thuyết phục thì sẽ được các cô cho vào làng để cùng nhau hát, cùng nhau vui chơi ném còn. Những bộ trang phục truyền thống mặc trong ngày xuân được các thành viên chuẩn bị cẩn thận đẹp nhất để đi dự hội. Trang phục nam giới người Dao tuyển gồm có quần, áo, thắt lưng, khăn, vấn làm bằng chất liệu vải bông nhuộm chạm đen. Áo là loại cổ tròn, thân xẻ tà hai bên hông, nẹp cúc áo lệch bên ngực phải. Phần nẹp cổ ống, nẹp cúc táp bằng đường vải nhỏ khác màu. Quần là loại chân què đúng rộng, khi mặc vấn cạp và cài sang một bên. Bộ trang phục nam giới đơn giản, không cắt ghép, không trang trí cầu kỳ, khi mặc thoải mái và khỏe khoắn. Trang phục nữ giới Dao tuyển gồm có khăn, áo dài, quần và có hai cách mặc khác nhau. Khăn có hình vuông xung quanh trang trí tua tua nhỏ các màu sáng trên nền viền đen. Áo là loại cổ tròn không có ve cổ áo. Thân áo dài xẻ hai bên hông, nẹp cúc bên ngực phải. Cúc áo bằng vải hoặc những nút dây. Áo được cấu thành bởi 5 tấm vải như áo nam, nhưng vạt áo dài đến gót chân. Quần của nữ giới cũng là loại quần đúng què đúng rộng, làm bằng vải bông nhuộm chạm đen. Đối với thiếu nữ chưa chồng, họ mặc loại áo dài này và bên ngoài khăn đội đầu họ quấn thêm sợi tua rua thả xuống hai bên má. Trong ngày lễ Tết hội, nam nữ người Dao họ thường mặc những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất. Bộ trang phục của người Dao họ là bằng vải bông nhuộm chạm đen hoặc nâu. Trang phục nam giới gồm có khăn xếp, áo dài không có ve cổ áo, hàng cúc từ trên cổ xuống nách, áo xẻ tà dài hai bên hông áo. Quần là loại ống chân què đúng rộng, khi mặc nhìn khỏe khoắn và thoải mái. Đối với trang phục cô dâu hay các cô gái trẻ mặc trong ngày Tết hội cũng được làm bằng vải bông nhuộm chạm đen màu nâu hoặc đen tím than, bao gồm có khăn vấn, áo bốn thân xẻ tà hai bên hông, khi mặc thiếu nữ Dao họ không đóng cúc. Quần của nữ cũng là loại quần chân què đúng rộng, thắt lưng làm bằng vải trắng thêu hoa văn có màu, có nhiều sợi tua rua màu hồng đỏ. Trang sức làm tôn vẻ đẹp người thiếu nữ gồm có vòng cổ, vòng tay và khuyên tai. Bộ trang phục cưới của cô dâu chú rể người Dao đỏ là bộ trang phục đẹp, trang trí nhiều hoa văn nhất. Khi sử dụng còn kèm theo nhiều đồ trang sức bạc, tạo nên vẻ đẹp sang trọng của cô dâu chú rể trong ngày cưới. Trang phục cô dâu gồm có quần, áo, thắt lưng, xà cạp, yếm, khăn. Bộ trang phục cô dâu gồm có 3 màu chủ đạo: màu vải tràm nhuộm đen, các mô típ hoa văn trang trí màu vàng và màu đỏ, cầu mong sự may mắn cho cô dâu trong ngày cưới. Cô dâu đeo hai dải vải đỏ bắt chéo nhau trước ngực, có gắn gương nhỏ ở phía trước và phía sau lưng. Điểm đặc biệt nổi bật nhất chính là chiếc khăn đội đầu. Thường ngày khăn đội đầu là chiếc khăn tươi hoa màu đỏ, nhưng ngày cưới chiếc khăn đỏ đội đầu phải có khung hình tròn ôm lấy đầu. Bên trên hình mui thuyền, khăn đỏ dài được chùm buông xuống hai bên như mái nhà. Tấm vải đỏ dài phía đuôi khăn chạm đất,
nên người phụ phải nâng khăn giúp cô dâu ở phía sau. Đối với bộ trang phục của chú rể gồm có khăn, áo, quần làm bằng chất liệu vải bông nhuộm tràm đen. Điểm nhấn của bộ trang phục nam giới là các điểm thêu hoa văn sợi chỉ vàng nổi bật ở hai ống tay áo, vạt cúc áo, lưng và hai đuôi của chiếc khăn đội đầu. Quý vị và các bạn, trong bất cứ sinh hoạt tín ngưỡng nào, cả ba nhóm ngành giao ở Lào Cai đều có nhiều thầy cúng tham gia. Mỗi thầy lại có một bộ trang phục khác nhau với ý nghĩa, vị trí, nhiệm vụ của từng thầy. Trên sân khấu là đại diện của ba bộ trang phục thầy cúng, đại diện ba nhóm ngành. Nhóm ngành giao đỏ, nhóm giao tuyển, nhóm giao họ. Trang phục của các thầy là áo choàng màu vàng, đỏ, nâu, đen, có thêu nhiều loại hoa văn đủ màu sắc, có hình mặt trăng, mặt trời, các vị thần, người, ngựa, rồng, cây cối, chim, cá, thể hiện thế giới đa tầng. Những bộ trang phục này thường được các thầy mặc trong lễ cấp sắc, đều thể hiện thế giới đa tầng, đa thần, đa muôn loài sinh sống. Con người muốn điều tốt thì cần phải biết tôn trọng thiên nhiên, trời đất và thánh thần. Từ đó có những bài học đạo lý để hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, tham gia ngày hội văn hóa dân tộc Dao, đoàn Lào Cai giới thiệu một số bộ trang phục tiêu biểu gắn với không gian sinh hoạt văn hóa cụ thể của cộng đồng. Chúng tôi hy vọng sự đa dạng trong không gian văn hóa ấy sẽ góp phần tô thêm vẻ đẹp cho ngày hội văn hóa của chúng ta trên mảnh đất Thái Nguyên thân yêu. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem. Thank you.